gái ơi, cũng đã 3 năm trôi qua rồi đây. Còn bao nhiêu mơ chưa thành, còn bao nhiêu câu chuyện dở dang, và còn nhiều lắm những lời chưa từng được nói ra. Một ngày cuối thu, cô đến bên tôi từ nơi phương trời. Lòng muốn nói một câu chào cô, mà sao ơi ngại ngùng quá. Cứ mãi bâng khuâng xao xuyến chẳng nói nên lời. Rồi cứ thế bên tôi lặng lẽ ngày qua ngày, chẳng biết yêu thương từ đâu đong đầy đến thế. Là anh là lời nói dòng nước mắt ngày hôm qua, bàn tay nhỏ bé cô đã chạm khẽ tim ai. Cảm ơn có ngày ấy đã thế, cảm ơn ánh nắng trong cơn mưa, cảm ơn nhé bờ vai dịu dàng mang tôi vào trong những giấc mơ. Ngày tôi mỉm cười tạm biệt nhé, đừng khóc hay cứ vui lên, vì yêu thương hôm qua còn đây, vì chàng trai năm ấy vẫn nơi này. Đừng quên nhé, hãy nhớ về một giấc mơ, có những anh chàng mộng mơ. Thanh xuân của tôi.
Một đoàn tàu nối đuôi nhau xinh xinh. Mặt này đúng rồi, lúc mà chị đang treo thôi, anh thấy là anh treo. Em muốn cảm hiểu nhiều. Cái này có một càng ấy càng ao. Tôi muốn hỏi bạn đây là gì nhỉ? Thầy đó mới thân mày. Đây là đồ chế. Đây là đồ chế. Chào anh. Anh cảm thấy nhưng mà ngày thứ hai của mày quay được này. Được. Anh cảm thấy giải Oscar này. Ok, Hollywood à? Oscar thằng này sẽ bỏ việc. Ok ok. Quay lại. Anh sẽ bỏ việc. Không, thằng này bỏ quay. Thằng này bỏ quay. Thằng này bỏ đúc. Ok ok chuyển thôi. Vào. Rồi chạy luôn, chạy luôn. Lướt. Ok chuyển. Kiêm trợ lý sản xuất kia mà kiêm linh tinh. Có duyên. À, em tên là Thảo Anh.